Ok. Hoan nghênh quý vị nào vào trong cái buổi học tối thứ chúng ta đã học hai buổi tối rồi. Hôm nay là buổi tối thứ ba mà chúng ta sẽ học. Và cảm ơn Chúa vì quý vị đã học qua bốn bài học, từ bài số 1 cho đến bài số 4. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 5. Bài số 5 thì nói về đặt hai câu hỏi chẩn đoán. Không biết là quý vị có thấy cái hai câu hỏi chẩn đoán, thấy cái PowerPoint chưa? Thấy rồi. Thấy rồi ạ. Vâng. Tôi muốn nói trước cái điều này để cho anh chị em chuẩn bị. Chúng ta học một tuần lễ này đó, mỗi đêm chúng ta sẽ học khoảng hai bài. Nhưng mà nó giống như là một con bò mà nó đi ra đồng ăn cỏ, phải không? Một con bò nó ra đồng ăn cỏ. Và khi một con bò nó ra đồng ăn cỏ đó, nó chỉ ngoạm cỏ vô miệng và nó nuốt một quả tử. Và lúc nó về nhà đó thì nó mới nằm xuống và nó mới nhơi lại những cái cỏ mà nó đã ăn. Cho nên đó thì suốt một tuần lễ mà chúng ta học á, mà sau đó chúng ta không làm gì hết thì có nghĩa là nó cũng không có kết quả gì hết, nó không có ích lợi gì hết á. Cho nên nó sau cái tuần lễ mà chúng ta học mà cái chương trình chứng đạo sâu rộng, hay là có thể gọi là Evangelism Explosion đó, là nỗ lực truyền bá phúc âm đó. Mà tôi rất thích cái chữ explosion, nó có nghĩa là nó bùng nổ, nó phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Nó giống như là quý vị có biết một cái người ta có chế tạo ra một cái loại chất nổ mà người ta đặt ở trong cái khe núi đó, và người ta châm ngòi đó là nó nổ bung cái núi ra luôn, và người ta lấy đá đó để mà lót đường cho xe chạy đó ngày hôm nay đó. Thì đó là một loại chất nổ mình gọi là explosion. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện Chúa để Chúa dùng cái khóa học này, dùng mỗi cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cùng với nhau đó, giống như là trong ý nghĩa thuộc linh đó, mỗi người chúng ta sẽ là một cái chất nổ thuộc linh để bùng nổ ra và làm cho rất là nhiều người trở lại tin nhận Chúa, và tin nhận Chúa theo cấp số nhân đó, chứ không phải là cấp số cộng. Và xin Chúa đó dùng cuộc đời của mỗi ông bà anh chị em, mỗi anh chị em chúng ta để học cái khóa này. Và như tôi đã nói đó, một tuần lễ này đó chỉ là giống như bò ăn cỏ thôi, nhưng mà sau tuần lễ này mới thực sự là nhơi lại, suy gẫm lại, và chúng ta mới áp dụng. Cho nên ước mong rằng từng vị học ở trong lớp này nhớ ghi chép cho đầy đủ, tức là không có ghi gì nhiều đâu, những ghi những cái gì mà trên cái slide mà tôi chiếu lên đó thì quý vị ghi xuống, rồi để sau tuần lễ này thì chị Phượng và một số các con cái Chúa trong hội thánh sẽ giúp cho quý vị để ngồi lại mỗi đêm như vậy đó, thì học lại, ôn lại và ghi chép lại. Bởi vì cô Quỳnh Mai sẽ là người in ấn tài liệu này cho mỗi người ở trong hội thánh một tập, và sẽ điền vào chỗ trống tất cả những cái điều đó và học chi tiết lại từng chữ một và cùng thảo luận với nhau. Lúc đó thì tôi đã về bên California, tôi sẽ ở bên đó mà sẵn sàng để giúp đỡ cho quý vị tất cả những cái câu hỏi gì quý vị có, để cho chúng ta sẽ ôn kỹ lưỡng, rồi học vào thuộc dàn bài, học thuộc một số câu kinh thánh và thuộc một số cái câu chuyện minh họa, và chúng ta sẽ đi thực tập. Và tôi tin chắc rằng cuộc đời của anh chị em sẽ biến đổi, sẽ trở thành một người chứng nhân cho Chúa một cách đắc lực và kết quả cho Chúa. Tạ ơn Chúa. Hôm nay đó thì chúng tôi có đi ra và làm chứng, và có ở gần nhà chị Phượng có hai người đã trở lại tin nhận Chúa, đó là anh Phúc với cô Diễm. Mà chúng ta đặt ngược lại đó là Diễm Phúc, tức là nếu mà đặt cô vợ trước đó tên là Diễm, anh tên là Phúc, tức là một Diễm Phúc. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện cho anh chị Diễm Phúc này để được chăm sóc và được lớn lên ở trong đời sống đức tin của họ. Chúng ta thấy một cái hình trong cái bài số 5 này đó, là đặt hai câu hỏi chẩn đoán, phải không? Và chúng ta thấy hình bác sĩ đặt cái ống nghe, phải không? Đặt ống nghe và để mà chẩn đoán một bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng khi một bệnh nhân mà tới với bác sĩ đó thì cần phải có những cái câu hỏi để mà chẩn bệnh, đoán bệnh. Và chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh tiếp theo.
Ở đây đó thì chúng ta thấy một cái ống nghe, mà trong cái linh vụ y này đó thì họ đặt hai cái câu hỏi, đặt hai cái dấu hỏi, và khi hai cái dấu hỏi đó họ kết lại với nhau mà họ lật ngược lại đó, thì nó cũng giống như một cái ống nghe vậy đó, cũng rất là hay, phải không? Và cái hình này nó là như mà ống nghe của bác sĩ, và hai câu hỏi chẩn đoán này cũng rất là hay, mặc dù không phải là nó chính xác 100% đâu, nhưng mà nó cũng rất là hữu hiệu để cho chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho những người chưa biết đến Chúa. Đó là cái hình đó ở trong cái trong cái biểu đồ của chứng đạo sâu rộng đó, thì có cái hình này, và chúng ta nhớ là khi gặp cái hình này là biết là đặt hai câu hỏi chẩn đoán ha. Ở đây chúng ta biết là không có một cái dụng cụ chẩn đoán nào là hoàn toàn chính xác. Thật ra đó thì dầu cho bác sĩ giỏi đi nữa, nó cũng không phải là có cái dụng cụ chính xác lắm. Nhưng mà dầu sao đó, dầu không chính xác 100%, nhưng mà dầu vậy thì nó cũng rất là ích lợi cho cái việc mà cho các bác sĩ có thể dùng những cái loại dụng cụ để chẩn đoán bệnh đó. Và trong cái linh vụ chứng đạo này thì chúng ta cũng thấy rằng hai câu hỏi này rất là hay, rất là hay. Chúng ta thấy cái hình này, một cái bác sĩ đặt ống nghe, phải không? Rồi đo máu, phải không? Bởi vì nhờ những dụng cụ này mà biết được như vậy là cái máu nó cao bao nhiêu, hoặc là coi cái tim nó đập bao nhiêu, vân vân, không? Rồi xem sự có con dụng cụ để xem trong lỗ tai nó có rái tai hay là không. Có những dụng cụ rất là hay. Rồi có cái dụng cụ mà để gõ vào cái đầu gối đó, xem thử cái chân này nó còn tốt hay không. Nếu mà còn tốt thì gõ vào cái thì cái chân nó đá lên, còn nếu mà gõ mà không đá lên là có vấn đề đó. Rồi xem coi phổi nó có nước hay là không, cũng là cái ống nghe, cũng có thể nghe được khá chính xác. Rồi người ta đo tim mạch, vân vân. Rồi đo mắt nữa, cũng có những dụng cụ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ở trong y học thì nó cũng có những dụng cụ. Thì ở trong cái linh vụ này cũng có cái hai câu hỏi chẩn đoán mà cũng khá là tốt, chúng ta có thể sử dụng được. Khi mà thân hữu trả lời hai câu hỏi chẩn đoán đó, thì chúng ta cũng sẽ biết được, đoán được cái đời sống mà gọi là tâm linh của họ ở nằm ở cái mức độ nào, ở cái chỗ nào. Đó chúng ta có thể biết được. Khi mà quý vị gặp, thí dụ như gặp hai ba thân hữu, phải không? Có hai ba thân hữu và quý vị là một cái người mà trong cái toán của quý vị có ba người đi ra làm chứng. Hoặc là đôi khi đó cũng có những trường hợp là có hai người hoặc chỉ một người chứng đạo viên thôi đó. Thì quý vị sẽ cầu nguyện Chúa xem thử trong cái nhóm người này có ai là những người mà mình sẽ chú trọng để mà nói chuyện với cái người đó. Ví dụ trong cái nhóm ba người thì đương nhiên mình không đứng đó mà mình nhìn hết người này tới người kia, mình nói, mình nhìn qua người này nhìn qua người kia đó, cái đó nó không hiệu quả. Nhưng mà mình chọn một người để là cái người chính yếu mà mình sẽ làm chứng cho người đó. Và ở trong linh vụ y thì cho chúng ta biết đó, trong thí dụ như ba người đó thì mình tìm một cái người nào có vẻ như là họ sẽ trả lời sai cái câu hỏi của mình, là như vậy. Tức là tìm một cái Chúa cho cầu nguyện, thầm nguyện để Thánh Linh của Chúa cho mình biết cái người nào mà mình muốn làm chứng cho, để mà không phải là cái người đó nghe như là con vẹt và đáp lời như con vẹt. Nhiều khi họ không có tin Chúa nhưng mà họ rất là khôn, họ trả lời rất là đúng nhưng mà thật ra họ không có tin Chúa. Nhưng mà cái linh vụ này thì muốn chúng ta tìm chọn một cái trong mấy người đó, một cái người nào có vẻ là họ nghe và sẽ trả lời sai. Đó là cái tài liệu cho chúng ta biết như vậy. Rồi chúng ta biết rằng cái chủ đề của các lời chứng hội thánh và cá nhân đó là cái gì? Chúng ta đã học qua rồi. Đó là sự sống đời đời, phải không? Cái chủ đề và tất cả những gì chúng ta học trong cái tài liệu này đó thì để giúp cho người ta có sự sống đời đời. Đó là chủ đề. Và khi nói đến cái lời chứng của hội thánh và lời chứng của cá nhân của mỗi chúng ta thì cũng là như vậy đó. Cái chủ đề đó là sự sống đời đời. Những cái hình đó thì cũng giúp cho chúng ta có những cái minh họa để giúp chúng ta dễ hiểu. Thì chúng ta cũng thấy rằng trong các cái mối liên hệ thì chúng ta tìm cách để nói cho người ta biết về sự sống đời đời. Thiên sứ chỉ về thiên đàng, phải không? Nhà thờ cũng nói về sự sống đời đời. Rồi khi đi ra gặp những thân hữu
đi bộ hay là như thế trong cái cơ hội nào đó, thì chúng ta cũng biết rằng cái chủ đề mà chúng ta sẽ nói cho người ta biết đó, đó là sự sống đời đời. Rồi chúng ta thấy trong cái Linh Vụ Y này thì có cái quyển sách nói rằng bạn có biết chắc rằng rồi hai cái dấu chấm hỏi phải không, trong cái quyển truyền đạo đơn nhỏ đó thì chúng ta có cái đó, và tương lai có thể chúng ta sẽ đặt mua và chúng ta có những cái cuốn đó để khi chúng ta đi ra chứng đạo đó thì chúng ta sẽ có cái tài liệu đó để sử dụng. Và chúng ta thấy một cái hình một cái người đứng ở ngã ba đường phải không, đứng ở ngã ba đường không biết là đi đâu, nhưng mà chúng ta là những chứng đạo viên đó, chúng ta nhờ ơn Thánh Linh của Chúa để giúp cho người đó có một cái quyết định để mà đi đúng đường, con đường đó dẫn đến sự sống đời đời. Và ở đây nói rằng bạn có biết chắc rằng khi qua đời bạn sẽ được về thiên đàng ở với Chúa không, hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu? Cho nên đây là cái câu hỏi gọi là câu hỏi chẩn đoán đầu tiên mà chúng ta sẽ dùng. Cho nên đó thì chúng ta các học viên ở trong lớp này chúng ta cố nhờ sức Chúa để mà giống như thuộc lòng cái câu này, thuộc lòng cái câu này. Khi mà nói đến chữ bạn đó thì trong cái tiếng Việt mình, tiếng Anh thì nó dễ là you, phải không? You dễ rồi. Nhưng trong tiếng Việt thì nó tùy. Ví dụ mình nói với một cái người đàn ông lớn tuổi thì mình gọi là bác hay là chú hay là ông hay là gì đó. Hay là quý bà thì cũng vậy. Tùy theo lứa tuổi mà chúng ta sẽ kêu đặt cái chỗ đó, thay thế cái chữ bạn đó là một chữ khác. Rồi, câu trả lời cho bạn biết đó là thân hữu nghĩ rằng họ đã có sự sống đời đời hay chưa? Thì cái câu khi mà một cái người mà chúng ta hỏi cái câu hỏi như vậy đó, khi bạn có biết chắc rằng bạn khi qua đời sẽ được về thiên đàng ở với Chúa hay là không, hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu đó, thì cái câu này sẽ làm cho cái người thân hữu họ nghe cái câu này đó, thì cái cách trả lời nhiều người họ trả lời khác nhau, nhưng mà qua cái câu trả lời của thân hữu đó mà chúng ta biết họ đang nghĩ rằng họ có sự sống đời đời hay là chưa. Thí dụ như họ nói tôi biết chắc rằng tôi qua đời ta sẽ có sự sống đời đời à, nhưng mà cái câu có nghĩa đó, câu như vậy không có nghĩa là họ nói như vậy là đúng đâu, nhưng mà chúng ta sẽ hỏi đến cái câu khác nữa thì chúng ta sẽ biết rằng họ trả lời như vậy là không có chính xác, bởi vì các tôn giáo khác họ cũng cho rằng họ có sự sống đời đời nữa đó. Có một đến đến chỗ là gọi là niết bàn hay là cõi lạc viên gì đó thì họ cũng có cái điều đó, nhưng mà khi chúng ta hỏi ra câu hỏi thứ hai thì có thể chúng ta biết họ không phải là một cơ đốc nhân. Và chúng ta thấy ở đây đó thì họ cho họ trả lời có hay không đó, bạn cũng phải lấy Kinh Thánh. Ở đây đó thì chúng ta khi mà đi làm chứng đạo đó thì chúng ta sẽ mỗi người có một cái cuốn Kinh Thánh nhỏ, và Hội Thánh Tây Nam của Florida này nếu mà cần đó thì tôi cũng sẽ giúp để mua Kinh Thánh cho Hội Thánh ở đây, những con Kinh Thánh gọi là Kinh Thánh Tân Ước đó, cái loại bỏ túi đó, thì chúng ta sẽ dùng mỗi người một cái cuốn như vậy nhỏ thôi, bỏ túi, và ở trong đó những câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học trong cái khóa học này đó thì chúng ta sẽ dỡ ra và tô màu vàng hoặc là gạch dưới tất cả những cái câu Kinh Thánh đó để chi khi có cần là chúng ta dỡ ra và chúng ta sẽ có cái phần Kinh Thánh ở đó nó có sẵn rồi, và thậm chí nếu có thể cần làm dấu chúng ta cũng làm dấu để dỡ cái là trúng ngày rồi đó. Cho nên họ trả lời như thế nào đó thì chúng ta cũng cần phải lấy Kinh Thánh ra và nói đây là cái lý do hay là đó là cái lý do mà Kinh Thánh đã được viết cho con người, tức là đây là quyển sách không, mà quyển sách này là quyển Kinh Thánh này được viết cho con người đó. Rồi chúng ta cũng không nhất thiết phải nói là ở trong Văn Nhất đoạn 5 câu 13 phần A gì hết trơn á, chúng ta dỡ Kinh Thánh ra và nói rằng Chúa Giêsu hay là một cái tác giả của Kinh Thánh, lời của Chúa nói đó, ta viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Mình ngừng ở đó thôi nha, ngừng ở đó, đừng có nói thêm hơn, bởi vì cái phần sau nói rằng cho các con biết mình có sự sống đời đời là những kẻ nào tin đến danh con của Đức Chúa Trời, đó là mình đã cho người ta cái câu trả lời rồi. Nhiều khi có những người mà họ khôn khéo đó, họ sẽ nắm lấy cái câu đó một lát sau mà họ sẽ trả lời như con vẹt vậy đó, nhưng mà họ không có biết, họ không có hiểu về sự sống đời đời như thế nào. Nhưng mà chúng ta nhớ là chấm dứt ở chỗ đó, đây là sứ đồ Giăng
đã viết và nói rằng ta viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. À, cái câu này chúng ta cần phải thuộc. Không? À, có người nói là ồ tôi lớn tuổi thì chắc khó thuộc. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, công bố điều này. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con để mỗi tuần con dán một câu kinh thánh bự trên cái tờ giấy in ra, con dán lên tủ lạnh đó. Rồi con đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, con cứ nhìn đó, con đọc một lần vài ba chữ, năm bảy chữ gì đó. Xin Chúa giúp cho con, để cho con thuộc cái câu kinh thánh này. À, bởi vì lời Chúa nói rằng tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Cho nên đây là một trong những câu kinh thánh chúng ta cần học thuộc. Rồi, trước khi bạn đặt câu hỏi chẩn đoán thứ hai đó, thì bạn nên được sự cho phép để bắt đầu chia sẻ phúc âm. Cho nên thường thường mà chúng ta thường hay nói đó là chúng ta phải xin phép, phải không? Và cái chữ xin phép đó, cái văn hóa Á Đông của mình họ rất là thích. Vì ai cũng thích được xin phép, chứ không phải mình tự mà mình nói liền thì người ta cũng không thích đâu. Nhưng mà khi mình xin phép đó là mình cũng người rất là lịch sự, phải không? Người rất là lịch sự. Khi mình nói như vậy đó, thì người ta thường thường người ta cho phép à. Cho nên trước khi bạn đặt câu hỏi chẩn đoán thứ hai đó, thì bạn nên được sự cho phép để bắt đầu chia sẻ phúc âm. Chứ không phải là mình cứ nói đại mà không xin phép. Cho nên một khi mình đã dùng cái chữ xin phép đó, thì người ta mở tấm lòng ra để mà lắng nghe. Còn nếu mà mình không nói cái chữ xin phép đó, nhiều khi người ta cũng ngồi đó, nhưng mà ta không có nghe, tâm trí ta đi đâu á. Cho nên là chúng ta nhớ một điều đó là khi chúng ta đi ra làm chứng về Chúa đó, luôn luôn có hai người bạn, ghi bằng bạn cầu nguyện đó, ở nhà hay ở đâu đó, thì đang cầu nguyện cho quý vị đang làm chứng. Và hai cái người mà ngồi bên cạnh quý vị đó, là trong cái toán mà đi ba người theo cái cách chứng đạo của Linh Bộ Y đó, là luôn luôn đi ba người. Thì trong khi một người nói đó, thì hai người kia thầm nguyện. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa sẽ làm việc rất là lạ lùng. Và chúng ta luôn nhớ là cầu nguyện Chúa ngăn chặn những cái cú phone nào gọi tới, ngăn chặn con chó nó sủa, ngăn chặn những đứa nhỏ nó khóc, ngăn chặn những người khách nào đó vô bất ngờ. Cầu nguyện dữ tợn lắm. Và nhớ một cái điều là xin phép này, cái người thân hữu đó để được trình bày phúc âm. Cũng giống như gõ cửa vậy đó. Và khi người ta mở cửa lòng ra hay mở cửa nhà ra đó, thì dễ dàng chúng ta trình bày phúc âm. Còn nếu không có cái chữ xin phép đó, người ta cũng khó. Và nhất là tôi đã nhắc lại đó, là sự cầu nguyện rất là quan trọng. Chúa sẽ làm cái điều đó. Rồi, tất cả những gì mà tôi có chiếu lên ở đây trong slide đó, thì chúng ta nhớ ghi để làm chi. Chúng ta sẽ chuyển nó qua cái tài liệu mà những ngày tới cô Quỳnh Mai sẽ in đó, chuyển qua hết bên cái tài liệu đó và sẽ học lại, ôn lại để mà chúng ta mới có thể kết quả được. Còn nếu học trong một tuần lễ này mà chúng ta không tiếp tục học, không ôn lại đó, thì nó sẽ quên hết mà không có áp dụng được đâu. Cho nên một tuần lễ này tôi đã nhắc rồi, giống như một con bò ăn cỏ, chưa có nhơi, chưa có suy gẫm, chưa gì đó. Sau tuần lễ này đó và 12 bài học này, chúng ta sẽ học lại, tôi nghĩ rằng một tuần đó, một đêm như vậy, chúng ta học nửa bài thôi là đủ rồi. Không cần học nhiều, để chứ giống như mình ngồi mình nhơi, mình suy gẫm cho thật là kỹ. Để chi? Mình học thuộc lòng những câu kinh thánh, những cái câu chuyện minh họa. Rồi chúng ta sẽ sắp xếp cái ngày để đi thực tập. Thì tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Linh, khi mà chúng ta được đồng công với Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta đi ra sẽ có kết quả cho Chúa. Rồi trước khi trình bày, xin bạn cho tôi hỏi thêm một câu nữa, phải không? Bây giờ thì lúc nãy thì mình nghe nói là khi mình hỏi cái câu hỏi đầu tiên đó, cái câu hỏi đầu tiên nó là sao? Tôi trở lại cái câu đó để quý vị thấy đây. Khi mà chúng ta hỏi đó, bác có biết chắc rằng khi bác qua đời đó, bác sẽ được về thiên đàng ở với Chúa hay không? Hay là bác vẫn còn đang tìm hiểu về cái điều đó? Thì cái người đó trả lời, thì nói rằng tôi không biết. Thì như vậy đó, mình nói, tại sao bác sống lâu mà không biết gì vậy? Không phải như vậy. Nhưng mà mình nói rằng, bác khi bác trả lời như vậy đó, cháu có một cái tin vui để muốn trình bày với bác. Nhưng mà trước khi cháu nói với tin vui đó đó, thì xin phép bác để cho cháu được hỏi bác một câu nữa được không? Đó là như vậy. Mà trước khi trình bày, xin bác cho cháu hỏi thêm một câu nữa được không? Xin phép bác. Thì khi mình nói xin chữ xin phép như vậy, nó rất là thích.
Rồi đó, đây là cái câu hỏi chẩn đoán thứ hai mà chúng ta cũng cần nhờ ơn Chúa để cố gắng học thuộc cái câu này. Mình nói rằng giả sử hôm nay bác ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi bác. Thật ra đó, cái chữ ứng hầu đó thì có nhiều người họ không biết ứng hầu là cái gì, không? Không biết dị ứng hay là bệnh tiết hầu gì. Nhưng mà chúng ta có thể dùng đó là giả sử hay là thí dụ hôm nay bác đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi bác lý do nào ta cho con vào thiên đàng ở với ta, thì bác sẽ thưa với Chúa như thế nào, phải không? Đó là cái câu mà khi mà quý vị đọc tới đọc lui hay mình ghi làm chứng nhiều lần rồi tự nhiên thuộc vô trong đầu của mình. Cho nên quý vị đừng có ngại, ồ sao mà học thuộc lòng nhiều quá, đừng có sợ. Cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Đó, đây là cái câu hỏi chẩn đoán thứ hai mà chúng ta sẽ hỏi. Rồi, khi mà chúng ta hỏi cái câu hỏi thứ hai mà nhiều khi người ta cũng không biết cái cách trả lời như thế nào, đúng không? Thì chúng ta có thể sửa cái cách hỏi lại. Như là tôi đã nói đó, ứng hầu có thể không hiểu thì nói là thí dụ hơn ngay hôm nay nè, sau khi đã qua đời rồi, như đã nói đó, một cái trận cuồng phong bão tố nó xảy đến ở tiểu bang Florida này và cháu qua đời trong cái trận cuồng phong đó, và bác cũng đồng số phận với cháu đó, thì bác bây giờ về thiên đàng đứng trước mặt Chúa, Thiên Chúa, và Chúa hỏi bác lý do nào ta cho con vào thiên đàng ở với ta, thì bác sẽ trả lời với Chúa như thế nào, không? Thì có thể người ta nói là ồ, vì tôi là người cũng không phải là tôi không có làm gì xấu xa, không, tôi là người tốt, tôi hay giúp đỡ người ta, tôi yêu thương, tôi làm thiện nguyện vân vân đó, thì chúng ta sẽ có một cái cách để mà chúng ta, nếu mà họ không hiểu đó, chúng ta có thể sửa cái cách hỏi lại, hỏi cho đến khi nào người ta hiểu được, thay đổi cái cách nói, cái lời nói của mình. Đó là giúp cho thân hữu để trả lời rõ cái câu hỏi thứ hai của chúng ta khi chúng ta hỏi họ, thay đổi lời nói và đặt thành cái câu hỏi chung chung, không? Đó là như lúc nãy chúng ta cái câu hỏi đó, thì chúng ta có thể sửa cái cách nào đó để khi mà chúng ta hỏi đó, người cái người được hỏi là thân hữu đó, họ có thể dễ dàng hiểu cái câu hỏi mà mình hỏi họ. Rồi đó, thì khi mà nhiều khi chúng ta hỏi cái người thân hữu đó cũng ngồi đó chưa có biết cái câu trả lời, thì chính mình cũng có thể nói rằng chính chính cháu đây cũng đã từng suy nghĩ như vậy đó. Đứng trước cổng thiên đàng, Chúa hỏi cháu là lý do nào Chúa cho cháu vào trong thiên đàng để sống với Chúa đó, thì cháu cũng đã không biết cách trả lời, và cháu cũng đã từng đáp như thế này nè, từng trả lời với cái người ta đó, ồ, tại vì tôi là cái người, tôi cũng đâu phải là xấu xa tội lỗi, tôi cũng ăn hiền ở lành, tôi làm công đức công quả vân vân. Thì đó là cái cách mình có thể giúp cho một thân hữu để họ trả lời một cái câu hỏi cho nó chính xác, và đồng ý rằng thân hữu không biết. Và khi mà họ trả lời không biết đó, không biết gì hết đó, thì mình cũng không có trách gì họ, không có nói gì họ hết, mà chỉ nói rằng khi nghe cái cách trả lời của bác nói rằng bác không biết đó, thì cháu có một cái tin mừng, phải nói rằng tin vui nhất, một cái tin tuyệt vời nhất mà có lẽ bác chưa từng nghe, cho nên xin phép bác để cho cháu được trình bày cho cái tin tin mừng đó, tin vui đó, thì người ta cũng dễ dàng để cho chúng ta có cơ hội để mình chia sẻ phúc âm. Cũng như nhiều khi có người ta nói ồ tôi làm lành lấn dữ ăn chay nằm đất vân vân đó, thì chúng ta cũng lặp lại, có phải bác nói rằng bác được vào thiên đàng vì cớ là bác là con người tốt, bác đã từng làm công quả, bác làm thiện nguyện, bác thương người, bác giúp đỡ, có gì đó, thì chúng ta sẽ lặp lại những cái lời của họ và hỏi họ có phải là đó là cái điều bác muốn nói không, thì người ta thường thường nói ờ đúng như vậy, tôi nghĩ như vậy đó. Đó là cái câu trả lời của thân hữu đó. Thì chúng ta thấy rằng á, khi mà ở trong tài liệu chúng ta học cho kỹ cho rõ đó, thì không phải là vì cớ sự cố gắng của con người để đạt đến thiên đàng đâu, cũng giống cái người mà cố leo lên các nấc thang, phải không? Họ nghĩ rằng họ sẽ tu đến cái mức nào đó thì họ sẽ được vào thiên đàng, nhưng mà không phải như vậy.
Nó không phải như vậy đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ có một cái điều đó là chúng ta sẽ trình bày, nhưng mà chúng ta khoan nói những cái gì ra sớm quá. Chúng ta đừng có nói là tin Chúa Giêsu thì sẽ được lên thiên đàng. Khoan nói cái đó đã. Là chúng ta lặp lại và xác nhận cái câu trả lời của thân hữu khi họ trả lời khi cái câu hỏi chấn đoán mà chúng ta hỏi họ. Rồi thì cái câu này đó tôi thấy là nó cũng hiếm. Cái câu này thật ra đó thì áp dụng cho người Tây phương nhiều hơn. Thật ra khi mà làm chứng cho người Việt Nam đó thì phần lớn là họ là đạo lương hoặc là họ là đạo Phật đó, thì không có phải họ không có lạy Chúa gì đâu. Nhưng mà đối với người Mỹ, văn hóa người Mỹ có thể có. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp người Công giáo đó, người Việt Công giáo Việt Nam đó, thì có thể lắm chúng ta sẽ gặp cái câu này. Có phải là bác nói rằng lạy Chúa, Ngài nên để con vào thiên đàng bởi vì con là cái người con tin Chúa, nhưng mà cũng con cũng làm việc lành nữa, con làm việc tốt nữa. Đó là cái cách Công giáo hay hay nói lắm, họ rất là hay nói. Họ luôn luôn đó là tin Chúa rồi phải làm việc lành mới được vô thiên đàng. Đối người Công giáo Việt Nam là vậy đó. Thì có nói có phải nếu mà chúng ta gặp một người Công giáo lớn tuổi, có phải bác nói như vậy không? Có phải bác nói là lạy Chúa, Ngài nên cho con vào thiên đàng bởi vì con cái người con có tin Chúa nhưng mà con cũng cần phải làm cái việc lành thì con mới được vào thiên đàng. Và đối với người Công giáo là luôn luôn phải có việc lành, nếu không có việc lành là dù có tin Chúa cũng không đủ. Thì chúng ta phải cho họ biết rằng đó chỉ có tin Chúa Giêsu mà thôi thì mới được vô thiên đàng, chứ không phải là chúng ta tin Chúa rồi phải làm việc lành mới được vô thiên đàng. Thì cái đó là không có đúng. Cái đó là mình sống theo dựa theo cái công đức riêng của mình, cố làm lành lánh giữ, sống đạo đức. Và nhiều khi một cái người Công giáo mà họ trả lời với mình như vậy đó thì mình cũng lặp lại cái câu trả lời của họ. Có phải đó là cái điều mà bác muốn nói phải không? Có phải bác nói rằng vì bác là cái người tin Chúa nhưng mà bác cũng phải làm việc lành lần kia, việc lành nọ, giúp người này giúp đỡ người khác thì bác mới được lên thiên đàng phải không? Đó, thì mình lặp lại cái câu hỏi đó thì mình cũng nói với cho bác biết rằng thật ra đó thì có một cái tin mừng lớn nhất, tuyệt vời nhất mà có lẽ bác chưa từng nghe. Xin phép bác để cho cháu trình bày phúc âm được cho chúng ta, để chúng ta sẽ trình bày phúc âm cho họ. Và việc trình bày phúc âm phải được điều chỉnh cho thích hợp với từng cá nhân, phải không? Cho nên thí dụ một cái người họ nói rằng vì tôi làm lành lánh dữ đó, thì chúng ta sẽ dựa vào cái câu nói của người đó chúng ta lập chứng cho người đó. Còn một người nói rằng ồ tôi làm cái người tôi nghĩ rằng tôi không có tội gì, không, thì chúng ta cũng sẽ chỉ cho họ thấy rằng họ có tội, tội trong lời nói, tư tưởng, hành động, vân vân. Rồi nếu mà đem ra 10 điều răn đó thì chúng ta cũng thấy rằng dựa trên 10 điều răn họ tội rất là nhiều. Chúng ta dựa theo từng cái cách trả lời của thân hữu mà chúng ta sẽ làm chứng một cách phù hợp trong cái cách trả lời của họ. Nó giống như là một cái người đi bo đi may quần áo thì phải đo cho nó chính xác, bởi vì mỗi người có cái thước tất nó khác nhau, chiều cao, chiều rộng của cái vai, vân vân, thì nó khác nhau hết á. Cho nên xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi chúng ta, để khi chúng ta đi ra làm chứng đó thì tùy theo mỗi người mà chúng ta làm chứng cho nó phù hợp với cái câu trả lời hay là cái gì đó riêng cho cá nhân đó. Và đó là cái điều mà Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta. Cũng, đó là việc không phải là dễ nhưng mà cũng không phải là khó, vì khi chúng ta cầu nguyện thì Thánh Linh sẽ mang cho chúng ta điều đó để chúng ta có thể làm chứng, trình bày phúc âm cho nó thích hợp với từng cá nhân của mỗi người. Là vậy. Rồi thì đến một cái phần đó nói rằng con người có thể tin cậy chỉ một trong hai nhân vật để được lên thiên đàng. Thì như vậy đó, đối với những người đó thì tôi cũng cũng đã từng làm chứng cho người. Thì trong tuần trước, thứ bảy tuần trước đây đó, thì chúng tôi cũng có đi làm chứng cho một người, và cái anh đó ông nói là I believe in myself, tôi không có tin ai, tôi tin vào bản thân tôi thôi. Thì cái đó đúng là giống như trong cái hình này nói rằng con người có thể tin cậy chỉ một trong hai nhân vật để được lên thiên đàng. Thì cái người đó là nói tôi không có tin Chúa nào, tôi tin bản thân tôi thôi. Thì chính cái điều đó cho mình biết rằng cái người đó không được lên thiên đàng, không có thể được lên thiên đàng được đâu, bởi vì không có ai tự cứu mình được. Chúng ta sẽ học thêm về những cái phần đó. Và ở đây thì cái hình này cho chúng ta biết rằng con người chỉ có thể chỉ
có thể tin cậy chỉ một trong hai nhân vật để lên thiên đàng, đó là chỉ tin Chúa Giêsu mà thôi mới được lên thiên đàng, chứ không có một cái nhân vật nào khác cả. Cho nên chúng ta sẽ nắm vững cái điều đó để chúng ta khi mà chúng ta đi làm chứng. Cho nên không có ai tự tin vào mình, khả năng của mình mà được cứu độ. Rồi ở đây đó thì chúng ta thấy có bốn cái cách trả lời có thể xảy ra cho hai cái câu hỏi chẩn đoán khi mà chúng ta hỏi thân hữu. Thì thí dụ như một cái người hỏi cái câu hỏi chẩn đoán đầu tiên, thí dụ như anh chị em hỏi thân hữu đó, nói rằng bạn có biết chắc rằng khi bạn qua đời bạn sẽ được về ở thiên đàng với Chúa không, hay là bạn vẫn còn đang tìm hiểu đó, thì cái người đó là ồ, có biết chắc rằng tôi qua đời tôi sẽ về thiên đàng, đó là câu hỏi là có, phải không? Phải là có, tức là tôi có biết chắc. Thì như vậy đó thì chúng ta thấy một cái nhận định đó là như thế nào. Cái nhận định đó là khi tôi đã từng đi ra làm chứng rồi và tôi thấy rằng á, khi mà tôi hỏi cái câu hỏi đầu tiên đó, họ trả lời là có, tôi biết chắc rằng thôi tôi qua đời tôi sẽ về thiên đàng ở với Chúa, thì chúng ta đoán rằng đó người này có thể là cơ đốc nhân. Rồi khi chúng ta hỏi thêm cái câu thứ hai nữa đó, thì chúng ta sẽ biết được cái tình trạng đời sống tâm linh của người đó nó như thế nào. Khi mà cái câu hỏi thứ hai đó, chúng ta hỏi câu hỏi thứ nhất, bạn có biết chắc rằng khi bạn qua đời bạn sẽ được về thiên đàng với Chúa hay không đó, họ trả lời có, tôi biết chắc. Chúng ta hỏi câu thứ hai đó, như vậy đó là giả sử hôm nay bạn ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi bạn lý do nào cho con vào thiên đàng ở với ta, thì bạn sẽ trả lời Chúa như thế nào? Đó là họ nói rằng tôi tin nơi Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc tôi. Thì chúng ta biết là cái người này là cơ đốc nhân rồi. Thì chúng ta làm gì? Cách giải quyết đó là chúng ta sẽ khích lệ họ để họ sẽ là một chứng nhân cho Chúa. Bởi vì có những người họ biết, họ tin Chúa, họ chết, họ được sự sống đời đời, họ về thiên đàng, họ biết như vậy, biết rõ lắm, nhưng mà cả đời không có bao làm chứng gì cho ai đó, không có nói về Chúa Giêsu cho ai đó. Cho nên cái cơ hội này đó, khi một người chúng ta biết rằng họ là cơ đốc nhân, mà chúng ta nên yêu cầu họ là lập chứng, đi ra lập chứng. Có thể khi mà chúng ta đã hỏi câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai rồi, chúng ta biết họ là cơ đốc nhân rồi, và chúng ta hỏi họ xem họ có làm chứng hay là không. Phần lớn đó thì có ít người đi làm chứng lắm. Và đó là cái nan đề của cả nhân loại, của tất cả những cơ đốc nhân trên thế giới, trong riêng người Việt Nam đó, người ta rất là ít đi làm chứng. Cho nên đó là cái điều mà thiếu sót của cơ đốc nhân. Ngày hôm nay công việc nhà Chúa nó trì trệ lắm. Em xin Chúa nhắc cho. Và bây giờ đó, nếu chúng ta hỏi cái câu hỏi thứ nhất đó, bạn có biết chắc rằng khi qua đời được về thiên đàng không đó, họ nói là đời này không. Và hỏi câu hỏi thứ hai đó, đứng trước cổng thiên đàng và Chúa hỏi bạn lý do là tôi kêu vào thiên đàng của ta đó, thì họ nói là ồ, tôi làm lành lắm dữ, tôi sống tốt vân vân đó, thì đó là chúng ta biết rằng đây là cái người cậy vào công đức riêng của mình, cậy vào công đức riêng, thì người đó là gì? Chưa có tin Chúa, thấy không? Chúng ta những cái câu hỏi đó cho chúng ta biết rằng cái người đó chưa tin Chúa, và chúng ta sẽ chia sẻ phúc âm, trình bày phúc âm cho họ. Rồi cũng có một cái cách khác nữa, đó là cái câu hỏi thứ nhất mà trả lời không đó, và đó là ồ, tôi không biết chắc khi tôi chết trong có về thiên đàng là không. Nhưng mà câu hỏi thứ hai đó thì họ trả lời là khi mà đứng trước cổng thiên đàng, Chúa hỏi là lý do nào tôi cho công bằng của ta đó, thì người đó trả lời là tôi tin Chúa Giêsu, thì người đó trả lời câu hỏi thứ hai là đúng, phải không? Như vậy đó, câu hỏi thứ nhất lại không thì là sao? Thì chúng ta thấy rằng thiếu chắc chắn, cái người đó thiếu chắc chắn, đã tin Chúa rồi mà không biết mình đã được về thiên đàng hay là không, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng thiếu cái sự chắc chắn, mà chúng ta phải giúp cho họ để cũng chia sẻ phúc âm, trình bày cho đầy đủ để giúp cho họ có một cái lòng tin quyết rằng họ tin Chúa Giêsu thì chắc chắn khi đi qua đời họ sẽ được sự sống đời đời, sẽ được về thiên đàng. Còn nếu mà trả lời câu hỏi thứ nhất mà có, mà câu hỏi thứ hai là nói rằng ôi tôi làm lành lánh dữ đó, thì cái người đó là dựa vào công đức riêng của mình, mình phải chia sẻ phúc âm. Cho nên chỉ có một loại người chúng ta không chia sẻ phúc âm mà thôi, là họ trả lời đúng hai câu hỏi đó, thì chúng ta sẽ khích lệ họ để đi làm chứng nhân cho Chúa. Rồi bây giờ bước qua cái chỗ đó là để chúng ta làm thế nào để mà xử lý một câu trả lời sai, phải không? Và cái điều này chúng ta đã nói rồi,
chúng ta đã có nói rồi. Làm thế nào để xử lý một cái câu trả lời sai? Thường thường đó, thì chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta tin Chúa rồi, thì đôi khi chúng ta cũng còn nhiều hiểu lời Chúa không rõ mà, phải không? Còn những người không tin Chúa thì làm sao họ rõ, biết rõ được. Cho nên đó thì chúng ta xử lý một cái câu trả lời sai mà họ không có buồn mình. Chúng ta không có nói ông trả lời như vậy là sai trật rồi. Không có bảo mình có nên nói như vậy. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để nói cho một thân hữu là họ sai mà họ không có buồn phiền chúng ta. Như mà đây là cái điều mà tôi đã nói ngày hôm qua, thì chúng ta vẫn lặp lại. Đó là khi nghe bác trả lời như vậy, tôi có một cái tin vui, một cái tin mừng, một cái tin tuyệt vời mà có lẽ bác chưa từng nghe. Đó, thấy không? Cho nên thì chúng ta trả lời cách đó họ không có buồn. Mặc dù chúng ta biết họ trả lời sai đó, mà mình không nói họ sai. Chúng ta nói rằng khi nghe bác trả lời như vậy, tôi có một tin vui để trình bày cho bác và xin phép bác để được trình bày. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái chỗ đó là xin không biết là có bé nào có thể ghi ở trên đó, xin có thể giúp, đừng có để cho bé nó ghi ở trên đó. Vâng. Và khi bạn trả lời câu hỏi thứ nhất vừa rồi đó, thì tôi nghĩ rằng mình có một tin mừng báo cho bạn, phải không? Đó là khi bạn trả lời thứ nhất. Thế nhưng, phải không? Chúng ta đây là những cái câu mà chúng ta có thể cố gắng để nhớ. Thế nhưng, sau khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ hai này đó, tôi biết chắc rằng tôi có một tin tuyệt vời. Mình nói với một cái vẻ mặt vui tươi và giống như là hớn hở để sẽ trình bày một cái câu chuyện, mà có thể là cái câu chuyện mà phải nói là cái tin tuyệt vời nhất, cái tin vui mừng nhất mà bạn chưa từng nghe đến, thì người ta rất là thích khi mà chúng ta làm chứng với một cái vẻ mặt vui tươi mà hớn hở, hăm hở để có thể trình bày cái gì đó để đem một cái lợi ích, một cái tin mừng, một tin tuyệt vời cho người cần nghe. Làm thế nào để xử lý một câu trả lời đúng, phải không? Thì chúng ta cũng đã nói rồi. Khi một người đã trả lời hai câu hỏi chẩn đoán mà trả lời đúng đó, thì chúng ta khích lệ họ để thở thành một nhân chứng đắc lực để đi ra và nói về Chúa cho người khác. Chứ không phải anh chị đã trả lời đúng rồi thì thôi, mình ngừng, không nói gì nữa, không phải. Nhưng mà chúng ta khích lệ họ để cho họ trở thành một nhân chứng cho Chúa một cách hiệu quả, và cầu nguyện với nhau để giúp cho họ có một cái mục vụ và linh vụ để họ đi làm chứng về Chúa cho nhiều người. Đó là những cái gì mà nó sẽ được điền vào trong chỗ trống ở trong cái bài thứ năm mà chúng ta học. Và như tôi đã nói nha, chúng ta học cái này đó là đi tổng quát, và nó giống như một con trâu hay là con bò ăn cỏ. Và sau tuần lễ này đó thì chúng ta sẽ nhóm trở lại, vẫn dùng cái Zoom này. Cái Zoom này sẽ tiếp tục được dùng để mà ôn bài, học bài và dùng cái tập tài liệu mà cô Quỳnh Mai sẽ in ra cho mỗi người mang về nhà, và mỗi buổi tối hay là sắp đặt khi thì giờ thế nào đó nó thuận tiện, không phải cần học nhiều, bởi vì chúng ta còn học lâu dài. Mỗi tối như vậy học nửa bài thôi, ôn tới ôn lui và học thuộc rồi một số câu kinh thánh, học thuộc những câu chuyện minh họa. Rồi tôi tin chắc rằng khi có cơ hội mà Chúa cho đi ra thực tập, thì Thánh Linh đồng công với chúng ta, đồng công quý vị, anh chị em sẽ kết quả cho Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng, take a break, giải lao một chút. Chừng bây giờ đó là 9:52 thì đúng 10 giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ học tiếp cái bài số 6. Chúc ban phước thêm sức cho anh chị em. Trở lại trong cái buổi học tối hôm nay. Mỗi một buổi tối thì chúng ta sẽ học hai bài. Và sau tuần lễ này chúng ta nhờ ơn Chúa, nếu quý vị có ở xa San Diego hay là ở trên Orange hay là bất cứ nơi nào, mà nếu quý vị muốn tiếp tục trong cái khóa học này đó, thì chị Phượng, Hội Thánh Southwest Florida, Hội Thánh Tây Nam ở đây sẽ giúp cho để có thể ôn bài
và học thuộc một số câu kinh thánh, một số cái câu chuyện ngắn để quý vị sẽ thực tập đi ra và làm chứng. Trước hết là khi mà thực tập đó, mình thực tập với tín hữu thôi, khoan thực tập với thân hữu, rồi sau đó khi đã nhuần nhuyễn rồi chúng ta sẽ đi ra để làm chứng nhân cho Chúa và luôn luôn đặt cái vấn đề trọng tâm đó là cầu nguyện. Cầu nguyện Amen. thật là nhiều, Chúa sẽ làm việc. Đó. Rồi bây giờ thì đến cái bài số tiếp theo đó là số 6. Thôi cái bài này là cái bài nói về phúc âm. Và khi nói đến phúc âm đó thì quý vị nhớ đến là lời của Đức Chúa Trời, gospel, không? Phúc âm. Và chúng ta thấy rằng thật ra ở đây có những người là đi rao báo, có những tờ báo thì nói đến là cái vấn đề là mình không phải là những tờ báo đâu, nhưng mà chúng ta biết rằng cái vấn đề đó là Kinh Thánh là nói được phúc âm. Chứ còn báo chí, báo lá cải hay báo những gì đó nó không có cái sự sống gì trong đó, chỉ có lời Chúa mới có sự sống mà thôi. Và khi chúng ta đi ra Amen. làm chứng cho Chúa đó, luôn luôn phải có lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi, phúc, khi nói đến phúc âm đó là nói đến tin mừng, phải không? Khi mà thí dụ như chúng ta là ở trong hội thánh truyền thống mà lâu đời đó thì mình hay dùng cái chữ tin lành lắm, mà dùng cái chữ tin lành không có gì là sai. Nhưng mà đối với ngày hôm nay đó, nhiều người Việt Nam của chúng ta, những người không có tin Chúa, họ rất là dị ứng với chữ tin lành. Cho nên chúng ta có thể dùng chữ tin lành hoặc là dùng tin mừng cũng tốt. Dùng chữ tin mừng, good news, một cái tin tức tốt lành. Và chúng ta thấy trong cái hình này đó thì nói về một cái hình hình này thì nhìn ra tôi cũng khó nhận diện nó là cái gì, nhưng mà đó là một cái gói quà, phải không? Có cái ribbon, cái nơ gói lại, thì đó là nói đến món quà. Thiên đàng là món quà, quà tặng. Thiên đàng là món quà tặng, phải không? Không thấy Rồi hình cái luôn hình ơi. không thấy hình hả? Yeah. Ok, chờ tới chút. Rồi, quý vị thấy chưa? Dạ. Chưa thấy. Anh đây thấy hả? Dạ, thấy chưa? Chưa. Oh. Tôi đã share rồi đó. Ok, thấy rồi, dạ sai. Thấy rồi phải không? Dạ vâng. Rồi. Cái máy này nó hay bị đứng. Rồi. Khi mà nhìn một cái hình bên dưới có một cái người, phải không? Mà đứng ở dưới nước, mà nó giống như là nước ngập đầu vậy đó, không? Gần ngập đầu, thì nói đó là một cái người tội nhân ở trong cái biển hay là một cái dòng nước hay là một cái gì đó. Tức là chúng ta đều là tội nhân sống ở trong cái bể hay là cái biển Đến khổ của tội vậy đó. Cho nên tất cả hình ảnh đó nói cho chúng ta biết đó là một tội nhân. Cho nên đó là cái biểu đồ của chứng đạo sâu rộng. Cái bài số 6 này thì nói về ân điển và con người, grace and man, tức là nói đến ân ân sủng của Chúa, và human being nói đến con người của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy có một cái món quà, phải không? Gói đó rất là đẹp. Bên kia là nói đến tội nhân, tức là một cái người giống như quý vị đọc cái quyển sách là Tiên lộ lịch trình đó, phải ông cơ đốc nhân đó, ông mang cái cục tội, phải không? Cho nên khi mà ông gặp Chúa đó thì tại thập tự giá cục tội mới rớt xuống, thì nói đến con người là tội nhân, nói đến ân sủng của Đức Chúa Trời. Rồi ở đây chúng ta thấy là cái màn hình của tôi nó xanh bị cái gì. Những điểm cần ghi nhớ khi chúng ta trình bày phúc âm, những điểm cần ghi nhớ khi chúng ta mà trình bày phúc âm đó là khi nói đó là nói về tin mừng, phải không? Và khi chúng ta nói đến tin mừng á thì cái khuôn mặt của chúng ta nó như thế nào? Có phải là vui nói rề mà nói cho nó một cách thảm sầu? Không phải, nói vui, phải không? vui Khi nói tin mừng đó, khi nói đến tin mừng là khuôn mặt của chúng ta nó phải vui lên, hớn hở lên, hân hoan lên. Thì đó, chúng ta là con người thật của chúng ta là như vậy đó, chứ không phải là mình nói về tin mừng mà mình buồn.
thì người ta khó, rất là khó để tiếp thu được. Cho nên chúng ta đã có tin mừng thật ở trong lòng, Chúa đã ban chúng ta niềm vui và sự sống đời đời, lẽ nào chúng ta buồn. Cho nên chúng ta phải nói về tin mừng, khi nói đó là nói trong tinh thần rất là vui tươi. Đó, thấy không? Chúng ta thấy khuôn mặt cái ông này cũng rất là vui. Rồi khi dùng các minh họa đó thì chúng ta sẽ dùng để mà người ta nói rằng một cái bức bức hình đó bằng một vạn lời nói, không? Cho nên khi mà có những cái hình ảnh đó sẽ giúp minh họa cho người 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 nghe họ dễ, rất là dễ hiểu, giúp cho họ dễ hơn. Và khi dùng kinh thánh đó thì chúng ta cũng nhớ là dùng một loại kinh thánh nhỏ thôi, bỏ túi đó, chứ đừng mang cái cuốn kinh thánh to lớn mà người ta mang ra người ta thấy sợ, không? Mà nó cũng rất là cần càng cho khi chúng ta làm chứng, đem cái cuốn kinh thánh nhỏ và bỏ túi, kinh thánh mà gọi là quyển kinh thánh Tân Ước đó. Và khi dùng các câu chuyển tiếp đó thì ở trong cái hình này chúng ta thấy nó cũng giống như cái cửa mà nó có cái bản lề vậy đó, không? Mình muốn bước đi từ phòng này đi qua phòng khác đó thì nó phải đeo cánh cửa, và cánh cửa phải được mở ra và nó có cái bản lề, nó có một cái sự nối kết, sự liên tiếp. Khi dùng các câu hỏi chuyển tiếp nó cũng rất là quan trọng. Cho nên trong cái tài liệu mà chúng ta học với nhau ở trong chứng đạo sâu rộng đó, thì trong cái dàn bài họ có những cái câu chuyển tiếp nó cũng rất là hay, nó chuyển từ cái này nó qua cái khác, mà nó làm cho chúng ta cho người nghe họ không có bị đứt đoạn, nó khó theo dõi, nhưng mà cho chúng ta thấy có những câu hỏi chuyển tiếp rất là hay. Ví dụ như từ đời sống hàng ngày, tín ngưỡng của họ, hội thánh chúng ta, lời chứng, rồi bắt đầu nó có câu hỏi chuyển tiếp là: xin cho tôi hỏi bạn một câu được không, xin phép cho tôi được hỏi bác một câu hỏi được không. Đó, đó là cái hỏi chuyển tiếp. Và ở trong đó thì trong cái tài liệu này có một số câu hỏi chuyển tiếp mà chúng ta cũng cần học để biết, và chúng ta sẽ nắm vững để khi có những cái transition, có một sự chuyển tiếp nó nhẹ nhàng và nó đi nối kết từ cái bước này qua bước kế tiếp, nó dễ dàng cho thân hữu theo dõi. Rồi, khi nói đến ân điển, grace, và trong tiếng Việt mình ngày hôm nay cũng có nhiều người họ dùng bằng cái chữ ân sủng. Thiên đàng là một cái quà tặng của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là một quà tặng của Đức Chúa Trời. Heaven is a gift from God. Cho nên thiên đàng không phải là một cái gì mà chúng ta làm cái gì đó để đạt tới, không có được. Nhưng mà thiên đàng là một cái quà tặng. Chúng ta nhớ điều đó. Và chúng ta ở trong cái tài liệu đó thì cũng có những cái câu chuyện minh họa. Thí dụ một cái sinh nhật của một cái đứa con trai ở trong nhà, tới cái ngày sinh nhật của nó thì nó được tặng một món quà. Nó đâu có cần phải trả tiền, nó chỉ nhận thôi và cảm ơn thôi. Cảm ơn những người tặng quà cho nó. Thì thiên đàng cũng vậy. Khi nói đến quà đó là không có việc trả tiền, không có, chỉ nhận và cảm ơn. Còn nếu mà khi mà một cái món đồ gì mình trao cho người khác mà người khác móc túi ra trả tiền á, đó không phải là món quà, đó là cái sự trao đổi, đó là sự đổi chác, đó là sự mua bán, chứ không phải là quà tặng. Thiên đàng đó là một cái quà tặng, Chúa ban cho chứ không có bán cho, cho nên thiên đàng mình nhớ là như vậy. Mọi tôn giáo trong thế gian thì đều dạy con người phải đạt cho được ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng người ta đối với nhiều tôn giáo thì họ nói rằng tôi phải tu thân tích đức, tôi phải ăn chay, tôi phải niệm Phật, vân vân, đủ chuyện hết để tôi mới có thể đạt tới cái chỗ gọi là niết bàn, phải không? Niết bàn. Nhưng mà cái đó là những cái loại tôn giáo của trần gian này. Không có cái tôn giáo nào giống như là theo Chúa cả. Bởi vì theo Chúa thì Chúa Giêsu đã làm hết cho chúng ta tất cả rồi. Thì đó gọi được là gọi ân sủng. Cái là ân sủng. Mà khi nói đến ân sủng, nói đến grace á, là không phải là cái gì chúng ta xứng đáng mà được. Quý vị biết điều đó rồi, phải không? Không phải là chúng ta xứng đáng mà chúng ta được. Nhưng mà đó là bởi Chúa thương chúng ta và bởi ân điển của Chúa mà Ngài ban cho chúng ta miễn phí. Và phần của chúng ta chỉ biết rằng Chúa ơi, con là một tội nhân, xin hãy tha tội cho con và xin ban cho con món quà sự sống đời đời, bởi vì Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá chuộc tội cho con. Chúng ta không cần phải làm gì cả, không cần phải làm gì hết, chỉ tin mà thôi. Chỉ tin là được nhận cái ân huệ, ân sủng, ân điển của Chúa. Còn các tôn giáo khác thì không có. Mà thậm chí là gọi là công giáo đó, công giáo họ cũng tin Chúa đó,
nhưng mà họ cũng làm đúng theo lời Chúa, bởi vì họ nói rằng anh tin Chúa Giêsu là anh phải làm công đức nữa kìa, anh phải làm lành lánh dữ, anh phải làm việc thiện kìa, anh mới được vô thiên đàng. Cái đó là không có đúng, bởi vì nếu mà nói như vậy đó, vì Chúa Giêsu làm chưa có đủ không, cho nên tôi phải làm thêm thì tôi mới được vô thiên đàng. Trên đó một cái sự phạm thượng mà họ không biết, họ không có biết cái điều đó. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho tôi chưa đủ, tôi phải làm thêm công đức, tôi phải làm thêm việc lành thì tôi mới được vô thiên đàng. Cái đó là rất là phạm thượng mà họ không biết. Nhưng mà chúng ta đừng có nói họ phạm thượng. Khi gặp con người Công giáo đó, chúng ta sẽ khéo léo mà nói chuyện với họ để cho họ thấy được rằng đó là tin Chúa Giêsu mà thôi thì được sự sống đời đời, chứ không có cần phải làm thêm cái việc làm gì nữa. Và chúng ta cũng nói cho người Công giáo biết đó là khi mà họ tin Chúa Giêsu được cứu rồi thì đương nhiên họ làm việc lành. Làm việc lành không phải để được cứu, nhưng đã được cứu rồi thì mới làm việc lành. Thì chúng ta nói cho họ rõ cái điều đó. Và tôi cũng đã nhiều lần đã gặp rất nhiều người Công giáo Việt Nam và tôi đã giúp trình bày cho họ điều đó và họ hiểu và họ cảm ơn tôi. Cho nên chúng ta nhớ điều đó. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những người không xứng đáng. Nhưng còn mọi tôn giáo trên thế gian thì không có cái đó. Chúng ta phải cần nói cho họ rõ cái điều đó. Rồi chúng ta thấy đó, sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Không? Đó là Roma đoạn 6 câu 23 phần B. Thì đây cũng là một trong những câu kinh thánh mà một số câu kinh thánh chúng ta cần thuộc. Thì khi mà chúng ta học tuần lễ này, quý vị thấy hơi ngợp bởi vì có ban nhiều thứ Chúa cần phải thuộc. Sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Dạ, vâng. Thì thật ra đó, chúng ta đừng có bối rối là học thuộc nhiều quá, không sao đâu. Sau cái tuần lễ này đó thì chúng ta sẽ học từ từ, ôn lại từ từ, từng bài một, từng chữ một. Và mỗi tuần học một câu kinh thánh thôi. Một tuần học một câu kinh thánh thôi. Buổi sáng nhớ vài chữ, buổi chiều nhớ vài chữ. Rồi suốt cả 7 ngày mà chúng ta nhờ ơn Chúa. Chúa ơi, con lớn tuổi rồi, con trí nhớ không có, con học đâu cũng quên đó, học trước quên sau, từ lỗ tai này qua lỗ tai kia đi mất. Nhưng mà lại Chúa, con cầu nguyện xin Chúa ngày giúp cho con, để con học và con nhớ được, con công bố trong danh đấng cứu chuộc, đấng toàn năng của con. Xin Chúa giúp cho con nhớ. Cho nên có những bà cụ họ cũng cầu nguyện như vậy và họ học thuộc được. Cho nên chúng ta cũng nhờ Chúa để làm điều đó. Xin cho bà cụ này cũng cầu nguyện như vậy nha. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi. Chúng ta thấy là ân điển là cái gì mà không đạt được, sự sống đời đời không đạt được hay là xứng đáng mà được, không? Ở điểm này chúng ta đối chiếu đường lối của Chúa và đường lối của con người là như vậy đó. Đường lối của con người là họ cố công để mà làm cái điều được gió, làm thiện, làm lành, làm phước, làm đức gì đó để cho họ được lên thiên đàng. Mà điều đó là sai, cái điều đó không có đúng. Cho nên chúng ta phải biết rõ, nắm vững cái điều đó. Ân điển của Chúa, sự sống đời đời không phải là mình đạt được là bởi vì mình xứng đáng đâu. Không có xứng đáng, chẳng ai xứng đáng gì hết đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa thương chúng ta, Chúa ban chúng ta điều chúng ta nhận mà chúng ta không xứng đáng nhận. Cảm tạ Chúa về điều đó. Rồi, chúng ta thấy khi những cái hình ảnh này đó cho mình biết đó, khi mà Chúa làm mưa đó, thì Chúa mưa cho người công bình thôi, phải không? Không. Người gian ác. Giờ Chúa mưa cho cả người gian ác, Chúa cũng mưa cho họ luôn. Trời nắng cũng vậy, Chúa ban cho một ngày nắng ấm cho cả mọi người, trong đó có gian ác và lương thiện. Người công bình cũng công ác. Vâng, thì chúng ta biết rằng đó, thì Chúa thương con người của chúng ta và Chúa ban cho chúng ta những điều mà chúng ta không đáng nhận đó. Có những người rất là gian ác, tội lỗi, làm những điều kinh khiếp, nhưng mà Chúa vẫn thương họ. Chúa vẫn ban trời mưa, trời nắng, Chúa cũng ban cho họ những gì họ cần trong cuộc sống. Cho nên chính cái điều đó thì chúng cho chúng ta cũng ý thức được rằng mình đừng có xem thân hữu hay là tội nhân, hay thậm chí có những người họ nghe mình nghe nói họ tội giết người thì mình nói là họ đem bị bắn cho rồi đi. Mình không có nên có cái tinh thần đó. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài cho người đó ý thức được tội lỗi của họ, cho biết ăn năn, biết ăn năn. Và đối với luật pháp thì đương nhiên thì tùy theo luật pháp họ xử người đó, nhưng phần chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cầu nguyện cho những người đó để họ biết ăn năn, để được Chúa tha tội
để được Chúa ban cho sự cứu rỗi. Chúng ta không có nên có những cái lời lên án bất cứ ai cả, bởi vì nếu chúng ta lên án họ, có nghĩa là ba ngón tay nó cũng chỉa về phía mình đó, chúng ta cũng tự lên án mình đó. Mình cũng là tội nhân giống như họ thôi. Cho nên khi chúng ta đi ra đi chứng đạo, luôn luôn nhìn người khác bằng một cặp mắt thương yêu họ. Chúng ta thương yêu họ và chúng ta muốn đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cho họ. Không có ai không xứng đáng để được cứu rỗi hết. Chúa thương mọi người và Chúa nói rằng Chúa không muốn cho một người này chết mất, mà muốn cho người được an lạc. Đó là cái điều mà Chúa muốn. Cho nên chúng ta cho họ biết rằng không ai xứng đáng để nhận ân sủng của Chúa hay sự sống đời đời, nhưng mà Chúa ban cho vì tình yêu của Chúa. Quà tặng của người bạn, phải không? Khi mà nói đến quà tặng, như tôi đã nói rồi, chúng ta cũng lặp lại, đó là khi nói đến quà tặng là không có tốn tiền, miễn phí, free, free gift, một cái món quà ban cho miễn phí, và đó là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Rồi khi mà ông mục sư Tâm Thất Bình lúc ông còn sống đó, thì ông cũng có dùng một cái thí dụ về một đứa con trai trong cái ngày sinh nhật thứ 18 của nó. Thì thật ra đó thì suốt cả từ nhỏ cho tới 18 tuổi nó chỉ ăn và học thôi à, nó không có làm gì hết trơn á, và thậm chí rửa chén hay là cắt cỏ gì nó cũng không làm, tức không làm gì hết trơn á. Chỉ nhỏ lớn tới 18 tuổi là vậy đó. Thì khi đến cái tuổi 18 đó, thì ba mẹ tổ chức một cái sinh nhật cho cái cậu con trai tên John này, và nói rằng con nhắm mắt lại, người Mỹ mà, không, con nhắm mắt lại, ba dẫn con xuống garage. Thì dắt nó xuống garage rồi bảo con mở mắt ra. Ồ, nó mở mắt ra, nó thấy nguyên một chiếc xe hơi mới toan, có cái nơ bao bọc từ bao buộc chiếc xe lại và có cái nơ ở trên mui á. Nói là đây là cái quà tặng mà của ba mẹ tặng cho con 18 tuổi, và con đã có bằng lái rồi. Bây giờ cha mẹ tặng cho con cái sinh nhật thứ 18 một cái món quà đặc biệt. Đó. Thì đây là một cái chiếc xe đây, nhưng mà cái hình như vậy thôi, nhưng mà cái câu chuyện kể là một chiếc xe hơi, nhưng mà xe này thì cũng được. Đó, thì món quà Giáng sinh, món quà sinh nhật, thì nó sung sướng lắm. Ồ, ba mẹ thương con quá chừng, cho con món quà thật là quý, thật là giá trị. Đó, thì bây giờ thì nó đi cắt cỏ. Là tự nhiên bây giờ mày nhỏ, từ nhỏ lớn không cắt cỏ gì trên cái tuổi, đâu phải tới tuổi 18 mới cắt cỏ được. Nhưng mà đi đi cắt cỏ. Xong rồi cái ba nó hỏi tại sao mà nhỏ lớn con không có làm, bây giờ tự nhiên mà đi làm vậy. Ồ, ba mẹ cho con cái quà sinh nhật lớn quá, giá trị quá, cho nên con phải làm để giống như là trả công lại đó, trả công lại cho ba mẹ đã cho con món quà giá trị. Rồi nó cũng đi vào rửa chén, không phụ mẹ rửa chén nữa, giỏi lắm. Nhỏ lớn không rửa chén, tự nhiên giờ rửa chén. Thì nó, mẹ hỏi sao tay tự nhiên sao tới giờ xiên vậy, tới tuổi 18 tự nhiên đổi người ra, thay đổi vậy. Nó hồi con làm thì cũng trả lại phần nào cho ba mẹ đã tặng cho con món quà quá là xứng đáng. Thì đó, thì chúng ta thấy rằng ba mẹ nói không có phải như vậy. Ba mẹ thương con, và trong cái ngày sinh nhật tặng cho món quà đó đó là vì tình thương, mà con chỉ nhận với cảm ơn thôi. Con cần thiết phải rửa chén hay là cắt cỏ hay làm bất cứ gì, đây là cái gì mà món quà ba mẹ tặng cho con trong ngày sinh nhật đó. Nhưng mà nó bây giờ nó cũng vẫn tiếp tục đi cắt cỏ, rửa chén, phụ cha phụ mẹ làm công việc nhà. Thì lần này đó, ủa sao con, ba đã mẹ đã nói rồi mà con vẫn làm. Thì nó nói rằng không, con bây giờ con biết ơn ba mẹ lắm, con thương ba mẹ vì ba mẹ đã tặng cho món quà Giáng sinh, không mà có món quà sinh nhật quá lớn, quá giá trị. Con làm không phải là không phải là trả công nữa, nhưng con làm vì lòng biết ơn, phải không? Hai cái đó nó khác nhau, rất là khác nhau. Cho nên đó thì chúng ta thấy được món quà mà Chúa tặng cho chúng ta đó là sự sống đời đời, và chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta nhận cái món quà đó, và chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta làm vì chúng ta biết ơn Chúa, chứ không phải chúng ta làm để được món quà sự sống đời đời, không? Cho nên đó là cái câu chuyện mà chúng ta kể cho thân hữu để họ nghe, họ biết được cái món quà sự sống đời đời Chúa ban cho là như vậy đó, không phải là
vì công đức hay là gì hết đó, mình được. Rồi cái câu chuyện tiếp đó thì ở trong bài học cũng trong tài liệu cho chúng ta cái câu chuyện tiếp như vậy. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ hơn khi chúng ta hiểu kinh thánh hay là thánh kinh dạy gì về loài người. Đó, thấy không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái phần cái giảng bài phúc âm đó, nó chuyển từ cái chỗ đó là phần mở đầu tin mừng. Chúng ta thấy rằng tin mừng nó có ân điển, phải không? Ân điển rồi nó chuyển qua con người. Đó, thấy không? Kinh thánh lời của Chúa nói gì về loài người. Đó, loài người chúng ta là như thế nào? Đó. Chúng ta thấy rằng loài người của chúng ta là rất là gian ác. Chúng ta thấy không? Một cái người kia thì có sức mạnh bóp cổ của anh nọ. Cái sự gian ác của con người đó rất là kinh khủng. Cho nên thì loài người từ khi phạm tội là rất là gian ác. Và hiện nay chúng ta cũng thấy cái sự ác đó nó xảy ra ở trên thế giới này, đất nước này, chiến tranh với đất nước nọ. Đó cũng là sự gian ác của con người. Và chúng ta thấy rằng đó là điều Kinh Thánh nói. Loài người là như vậy đó. Loài người là có tội, phải không? Loài người là có tội. Thật ra ngày nay chúng ta cũng ngồi đó mà lên án cái đất nước này, đất nước kia đâu. Nhưng mà vì cớ nguyên nhân của tội lỗi mà nó gây ra những điều đó. Cho nên chúng ta biết rằng á, loài người từ tổng thống cho tới bí thư, cho tới chủ tịch, cho tới đức giáo hoàng, cho bất cứ con người nào cũng là tội nhân ở trước mặt Chúa. Chúng ta phải nói cho biết điều đó. Và cái đó là cái chung. Loài người là phạm tội, không có ai là vô tội cả. Cho nên khi chúng ta làm chứng cho thân hữu thì khi chúng ta nói như vậy là họ biết chắc rằng họ cũng nằm ở trong số đó, chứ họ không được miễn trừ. Đó là người có tội. Rồi, hầu hết mọi người biết mình có tội, nhưng mà họ không biết được sự nghiêm trọng của tội lỗi của họ. Có những người họ nghĩ rằng tôi nói dối đâu có hại gì đâu, nhưng mà thực tế nó có hại, mà chúng ta nghĩ là như vậy đó. Rồi nhiều khi nói rằng ôi tôi ăn cắp cái đó nó cũng đâu có giá trị gì đâu. Họ không thấy cái sự nghiêm trọng của tội lỗi, mà Chúa nói xem chỉ cần một tội thôi là cũng đủ đi xuống địa ngục rồi. Cho nên tội lớn tội nhỏ gì cũng là tội, và chúng ta thấy nghiêm trọng của tội lỗi. Cho nên chúng ta phải cho họ biết, thân hữu biết cái sự nghiêm trọng của tội lỗi là như vậy đó. Chứ không phải là chờ đi cầm súng ra bắn người ta hay là đi cướp nhà băng lấy tiền mới là gọi là tội lớn. Nhưng mà tội nhỏ vẫn là tội, và tội nào cũng đi xuống địa ngục hết trơn. Không có cái tội nào mà nhỏ đến độ là cái tội này tầm thường quá, thôi xí xó. Không phải đâu. Tất cả loài người đều có tội, và cái tội là rất là nghiêm trọng. Cái tội nó đưa mình đến sự chết đời đời. Cách tốt nhất để nói cho người ta biết rằng họ là tội nhân đó, thì đó là chúng ta nói một cách chung chung, mọi người là đều có tội hết. Chứ chúng ta không có nói riêng về cá nhân của họ. Chúng ta không có chỉ ra xin anh kể lại cho anh tội nhỏ lớn anh làm gì cho tao biết. Không cần nói như vậy. Cái tội lỗi là mọi người đều là tội nhân hết á. Cho nên đó là cũng họ cho biết là họ cũng là một tội nhân. Roma đoạn 3:23, có ai thuộc cái câu này không? Câu này nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội. Phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó, như vậy là bà Loan Dương đã thuộc cái câu đó rồi, không cần phải học thuộc nữa đó. Cho nên đã bớt. Dạ vâng, ở trong số đây cũng có nhiều người thuộc rồi đó. Cảm ơn Chúa. Như vậy đã thuộc rồi đó thì quý vị sẽ skip được cái câu đó rồi. Chúng ta không cần học thuộc cái câu nữa, học thuộc câu khác thôi. Đó, rồi định nghĩa, phải không? Khi chúng ta định nghĩa tội và dùng ví dụ để mà làm rõ cái câu chuyện mình muốn nói. Khi mà chúng ta định nghĩa tội, thí dụ như là có người nói về cái câu chuyện ba tội một ngày, phải không? Thí dụ như là trong cái bài học này đó thì họ nói rằng giả sử tôi một ngày tôi phạm 10 tội, phải không? Nếu là bán hàng trong chợ Bến Thành chắc là một ngày phạm nhiều hơn 10 tội đó. Mua vô thì nói rất là tốt, nó rất là chê xấu, nhưng bán ra thì khen tốt, phải không? Một ngày tội không biết bao nhiêu. Nhưng mà giả sử thôi, bây giờ một ngày phạm 10 tội hay mà nói thôi 5 tội thôi. Bây giờ mình hạ xuống nữa đi, ít nhất là 3 tội một ngày. Tội tư tưởng, tội lời nói, tội hành động, phải không? Như vậy đó thì
mỗi một ngày ba tội mà một năm nó có 365 ngày nhân lên nó bao nhiêu tội? Khoảng chừng trên dưới 1.000 tội, phải không? Và nếu chúng ta sống 70-80 tuổi thì bao nhiêu tội? 70-80 ngàn tội. Và chúng ta thấy đó, hãy tưởng tượng mà một cái tội nhân mà đứng trước quan tòa mà có 70 ngàn tội đó, thì ông quan tòa có thể tha thứ được hay không? Không, rất là nhiều tội. Và cái điều này cho thấy đó, chẳng những tôi là một tội nhân, nhưng mà tội lỗi của tôi là cái vấn đề nó rất là nghiêm trọng, chứ không phải là nó đơn giản như người ta nghĩ đâu. Người ta nghĩ đó, ồ, nhỏ lớn tôi chưa bao giờ cướp của ai, chưa bao giờ giết ai, cho nên tôi thấy mình đâu có tội gì đâu. Không phải. Nhưng mà cái tội tư tưởng, nghĩ xấu là có tội rồi, nói sai là có tội rồi, và làm không đúng là một cái tội rồi. Cho nên ít nhất mỗi ngày chúng ta cũng phạm 3 tội. Mà cuộc đời chúng ta sống 5-70 tuổi hay là 100 tuổi là biết bao nhiêu là tội. Tội cứ chồng chất. Cho nên chúng ta sẽ dùng những cái đó mà cho người ta thấy được. Nhiều khi mình nói họ, người ta thấy ồ, như vậy là tôi có quá nhiều tội. Tôi là tội, phải nói rằng chắc đi đáy địa ngục á. Cho nên mình phải cho người ta thấy cái tội của họ. Thì lúc đó mình thấy ân điển của Chúa là nó diệu kỳ lắm. Rồi chúng ta dùng thí dụ để giúp cho nó minh họa, nó rõ cái những gì chúng ta làm chứng cho người khác. Và khi chúng ta nói đó thì chúng ta cũng không có chỉ người ta cái tội của người ta. Mình nói về những cái lỗi lầm của mình. Trước đây tôi cũng có những cái lầm lỗi, những cái vi phạm của tôi. Nhưng tôi tin Chúa rồi, tôi nhờ ơn Chúa để tôi sống. Và tôi cũng là một tội nhân như ông bà chị em thôi. Nhưng mà được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ. Và tôi được làm con của Chúa, được sự sống đời đời. Rồi, chúng ta thấy đó là một tội nhân thì không thể nào tự cứu mình, phải không? Ví dụ một cái người mà không biết bơi mà bị té xuống dưới sông, dưới nước, dưới biển đó thì không có làm gì được. Chỉ có một cách đó là help, cứu tôi với, không? Có cái câu chuyện ngụ ngôn được kể đó là ở trong cái khu rừng, thì trong khu rừng đó có nhiều cái con thú rừng, và có khỉ, có voi, có sư tử, có cọp, có beo, có nai, có đủ thứ. Mà nó giống như một cái thế giới mà nó cũng hiền hòa lắm, nó không có ăn thịt nhau. Thì cái bầy thú rừng này, một ngày nọ thì con khỉ nó đu từ cái này qua nhánh cây kia, nó rơi tõm xuống cái vũng bùn. Mà vũng bùn đó nó không có nước, mà vũng bùn nó bùn lầy, cái bùn nó rất là sâu, nó không có đáy, nó sâu lắm. Thì con khỉ đó nó rớt trong vũng bùn. Thì các cái con vật khác nói rằng bạn có cần chúng tôi giúp hay là không? Con khỉ nó không, để cho tôi sẽ đi lên vũng bùn này, khỏi vũng bùn này. Thì nó càng vùng vẫy để nó lên khỏi vũng bùn, thì nó càng lún xuống và lún xuống. Lún mà càng vùng vẫy càng lún xuống tới cổ rồi. Rồi đó thì nó dùng hai cái tay nó nắm râu của nó bứt, nó giật lên. Thì thế ra là đứt hết cả râu mà cũng không có ra khỏi vũng bùn được. Đây là cái câu chuyện ngụ ngôn mà tôi còn nhớ, tôi đọc lúc còn nhỏ ở Việt Nam á. Thì con voi nó bây giờ là con khỉ nó biết rằng nó không thể nào tự cứu nó được rồi. Thì nó nói rằng cứu tôi với. Thì con voi bắt đầu nó đưa cái vòi xuống. Rồi vì cái vũng bùn nó cũng khá lớn, cho nên mấy con vật kia đó là nối đuôi theo một cái con cọp đó, thì nó cắn cái đuôi con voi rồi dài dài theo con đó để đủ cái sức để mà có thể lôi cái con khỉ lên. Thì con khỉ nó nắm cái vòi của con voi và được cứu sống. Thì đó cũng là điều cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó là không có ai tự cứu mình được khi mình ở trong cái vũng bùn của tội lỗi. Và mình càng vùng vẫy, mình càng cố gắng chừng nào để tự cứu mình á, mình sẽ càng lún sâu trong vũng bùn thôi. Không thể tự cứu mình được đâu. Cho nên mình phải chỉ nhờ đến Chúa. Và chúng ta thấy như vậy. Và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để vào thiên đàng đó là phải biết rằng một cái người vô tội, một người trọn vẹn mới được vào thiên đàng, đúng không? Bởi vì thiên đàng là một cái chỗ thánh khiết, một cái chỗ mà không thể nào có tội lỗi được. Ở đó là một cái chỗ hoàn toàn trọn vẹn, không thể nào có tội lỗi ở trong thiên đàng được. Tội lỗi chỉ nó có ở trần gian mà thôi, chứ không thể có trong thiên đàng. Cho nên cái tiêu chuẩn để vào thiên đàng là phải là một người trọn vẹn. Như vậy thì làm sao để trọn vẹn được?
như lời của Chúa nói rằng hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta không thể trọn vẹn được. Nhưng mà chúng ta có thể trọn vẹn để được vào thiên đàng được với một cái điều kiện là gì? Đó là tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Và khi chúng ta tin Chúa thì cái điều gì làm chúng ta được trọn vẹn? Huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Và khi huyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi tội chúng ta thì chúng ta được trở nên trọn vẹn và được vào thiên đàng. Là như vậy đó. Cho nên không có một ai tự cứu mình được, chỉ có Chúa Giêsu mới cứu chúng ta được mà thôi. Rồi chúng ta thấy đó, cái câu kinh thánh mà tôi cũng vừa đọc rồi, đó là Matthew đoạn 5 48. Và chúng ta thấy rằng bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta tin vào Ngài thì chúng ta được tha tội và chúng ta được trở nên trọn vẹn là con của Chúa. Về cái minh họa về cái câu chuyện trứng chiên đó, thì chúng ta cũng có ở trong cái tài liệu mà cô Liên Hương cũng đã gửi ra ở trong online đó, thì có thể sẽ in, cô Quỳnh Anh sẽ, Quỳnh Mai sẽ in cho quý vị có sẵn cái đó để có những cái câu chuyện minh họa này. Cái câu chuyện trứng chiên đó thì được kể như thế này, mà chúng ta cũng có thể dùng cái câu chuyện trứng chiên để mà đi làm chứng về Chúa cho những người khác. Giả sử đi, bà Loan Dương đến nhà tôi, không? Đến nhà tôi một buổi sáng thì tôi chuẩn bị làm trứng chiên ăn bánh mì, và tôi lấy 6 cái trứng ra để làm cái món trứng chiên đãi bà Loan Dương. Và sau khi tôi đập 5 cái trứng bỏ vô chảo rồi đó, thì tôi đập cái trứng thứ 6 tôi bỏ vô, thì té ra cái trứng đó là cái trứng ung, phải không? Trứng thối. Nhưng mà tôi nói ồ, 6 cái trứng, có 1 cái trứng ung thì đâu có sao đâu. Tôi quậy 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 lên và tôi chiên lên. Và chúng ta nghĩ rằng, quý vị nghĩ rằng làm cái món trứng chiên đó đãi bà Loan Dương, bà ăn thấy nó có ngon không? Chắc chắn là một cái, người ta nói là một con sâu nó làm sầu nồi canh, thấy không? Một cái trứng ung nó sẽ làm hư hết tất cả 5 cái trứng khác. Không thể nào mà tôi có thể đem dọn cho khách mà ăn cái món trứng chiên đó được, bởi vì có một cái trứng đã ung đã hư rồi. Và chúng ta thấy đó, càng không thể nào dâng cuộc đời mình cho Chúa mà trong cuộc đời đó có nhiều cái điều thấy là nghĩ là mình tốt, nhưng mà lại có 1-2 hành động xấu trong đó, thì tưởng rằng ồ, như vậy tôi cũng đâu có tệ gì đâu. Nhưng mà đối với Chúa là một tội cũng là đủ là bị phạt rồi. Nên nếu chúng ta muốn vào thiên đàng để nhờ những cái việc lành của chúng ta, những công việc, thì những điều đó nó trở nên, chúng ta thấy đó, chúng ta phải hoàn toàn trọn vẹn thánh khiết, không có tội gì hết trong tư tưởng, lời nói, hành động đó, thì chúng ta mới có được vào thiên đàng. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta thấy đó, không ai có thể vào thiên đàng bằng công đức riêng được. Chúng ta tất cả phải nhờ vào ơn của Chúa mà thôi. Mình nhờ vào sự chết và sự sống lại của Chúa. Chúa tha tội chúng ta mới chúng ta được trọn vẹn ở trong Chúa. Là như vậy đó. Rồi. Cái câu chuyện tiếp đó là điều này sẽ trở nên rõ hơn khi chúng ta xem những điều mà Kinh Thánh bày tỏ về Đức Chúa Trời. Phải không? Ở trong cái giảng bài đó thì nó chuyển từ những cái điểm, từ cái phần mở đầu, rồi cái tin mừng, ân điển của Chúa, con người, rồi mới chuyển qua Đức Chúa Trời, phải không? Và đây là cái câu chuyện tiếp, như giống như cái cửa có bản lề vậy đó. Và điều này sẽ trở nên rõ hơn khi chúng ta xem những điều Thánh Kinh hay là Kinh Thánh bày tỏ về Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa đó, là Đức Chúa Trời đó. Thì chúng ta thấy rằng từ một con người đến Đức Chúa Trời. Thì đó là cái bài học buổi tối hôm nay, chúng ta học bài 5 và bài 6, hai bài, bài 5, bài 6. Thì trong cái tập tài liệu thì có rất là chi tiết, chúng ta không nên bỏ một chi tiết nào. Bây giờ thì cũng như tôi đã nói đó, đây là học rất là lướt nhanh để chúng ta có đủ information, chúng ta đủ những cái phần của bài học điền vào chỗ trống để rồi sau tuần lễ này chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và ôn bài, giống như là suy gẫm vậy đó, suy gẫm. Và thật sự cái lúc suy gẫm mới là cái lúc có giá trị, cái lúc mới thật sự chúng ta là học để mà có thể nghiền ngẫm, ghi nhớ và chúng ta áp dụng được.
giống như là một cái con trâu mà nó nằm nó nhơi đó, lúc đó cỏ nó mới ngon, không cỏ mới ngon, đồ ăn nó thức ăn nó mới ngon. Còn lúc nó ra đồng nó ngoạm ngoạm nó nuốt hết à, không có ngon gì hết. Trên tuần lễ này nó mình học lướt qua như vậy đó, nhưng mà thực tế sau tuần lễ này chúng ta ngồi và học với lại với nhau mỗi tối nửa bài thôi. Bây giờ mình học rất là nhanh, mỗi tối 2 bài, nhưng mà chúng ta sẽ học lại chi tiết, có cái tài liệu đầy đủ, và chúng ta sẽ học mỗi một tối như vậy nửa bài. Thì chúng ta cứ học, thay vì 12 bài mình học 6 ngày thì chúng ta sẽ học nó thành ra tới 20 mấy ngày luôn, để nghiền ngẫm, suy gẫm, ghi nhớ để chúng ta áp dụng vào trong cái việc chứng đạo của chúng ta được hiệu quả. Và tôi cũng làm chứng một cái điều có thật mà trong Linh Vũ Y Y đã cho biết. Có một bà cụ 75 tuổi, bà nói rằng cả cuộc đời của bà là một người Mỹ đó nha, chưa bao giờ đem một người nào đến Chúa. Bà tin Chúa mấy đời luôn, nhưng mà chưa bao giờ đem một người nào đến Chúa. Bà học cái Linh Vũ Y này và bà đi ra thực tập, có người tin Chúa. Bà sung sướng quá, bà nói rằng cuộc đời của con tưởng là bỏ rồi, già rồi, đâu có làm gì, đâu có ai về với Chúa được đâu. Nhưng mà bà làm chứng người ta tin Chúa. Bà mừng quá, bà làm chứng nữa người ta tin Chúa nữa. Và cuối cùng đó, bà làm chứng mấy chục người tin Chúa luôn. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên chúng ta, Chúa sẽ dùng cuộc đời của mỗi chúng ta, không có lúc nào là quá muộn để mà Chúa dùng cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị sẵn lòng để cho Chúa dùng, Chúa sẽ dùng và quý vị sẽ kết quả cho Chúa. Và những người đó, mỗi khi gặp quý vị, những người tin Chúa vào thiên đàng đó, mỗi khi gặp bà Loan Dương hay là những anh em chúng ta là những người đưa họ đến với Chúa đó, họ nói là thank you, thank you. Lúc nào cũng gặp là thank you. Cảm ơn quý vị đã nói về Chúa cho tôi, mà tôi biết Chúa, tôi không xuống địa ngục, tôi được lên thiên đàng. Thấy không? Đó là cái phước lớn vô cùng. Và không có gì đánh đổi được. Một linh hồn được cứu là quý hơn cả thế gian được mất. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Mục Sư. Dạ vâng, tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa ban phước lại cho ông bà, chị em và những người tham gia trong cái lớp học này. Xin tiếp tục cũng cầu nguyện cho tôi được ơn Thánh Linh Chúa để hướng dẫn, và người học cũng được ơn của Chúa để học và ôn bài để thực hành. Amen. Dạ. Amen. Vâng. Rồi xin Chúa ban phước trên quý vị.